Thưa quý vị và các bạn, nhà máy thủy điện Chu Va Hai được Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 1500 ngày 22 tháng 11 năm 2017. Đến thời điểm này thì trên tổng diện tích thực hiện dự án là hơn 12 ha. Mặc dù công trình này chưa được chính quyền địa phương giao đất vì vướng mắc đền bù với người dân, nhưng chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng công trình. Công trình thủy điện Chu Va Hai do Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long có trụ sở ở Hà Nội làm chủ đầu tư, người đại diện pháp nhân là ông Phí Văn Thịnh. Do đây là dự án kinh doanh tư nhân nên người dân yêu cầu phải thỏa thuận mức đền bù hợp lý. Và đến nay vẫn còn 11 trong số 57 hộ dân chưa đồng ý mức đền bù. Việc giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Vậy nhưng Công ty Thăng Long vẫn cho thi công dự án mặc dù chưa được giao mặt bằng sạch theo quy định. Mình là dân, mình phụ thuộc vào đất. Nếu mà không có đất thì mình cũng chả kiếm ra đồng nào rồi nuôi gia đình. Giá công ty đền bù là 20.000 một mét vuông, gia đình bỏ thế rẻ. Tự ý triển khai dự án khi chưa được bàn giao đất, đơn vị này còn ngang nhiên tận thu và khai thác đá, lắp đặt hệ thống nghiền phục vụ công trình khi cơ quan chức năng chưa cấp phép. Khi phóng viên đến tìm hiểu sự việc, đã bị một số đối tượng có hành vi cản trở và dọa dẫm. Đối với cái việc mà tận thu đá thì cái nội dung này thì hiện nay qua nắm bắt của cơ sở thì hiện nay thì cái nội dung này là đơn vị chủ tư người ta chưa đảm bảo thủ tục và tỉnh huyện cũng đã yêu cầu là không có khai thác trong cái thời điểm mà chưa đảm bảo thủ tục và huyện cũng đã có lập biên bản yêu cầu là hoàn thiện thủ tục mới được triển khai. Đúng ra thì tất cả cái khi mà nhà nước mà thu hồi khi nhà nước phải cho thuê đất thì doanh nghiệp mới được thực hiện. Cái thật thụ như ở đây thì trong 4 cái công trình thủy điện này thì có một ủy ban nhân dân tỉnh mới cho một cái công trình thủy điện là Nậm Mụ 1 là cái xác nhận cái tận thu. Thế còn lại 3 công trình thủy điện, tức là trong đó có Chu Va Hai là chưa có cái xác nhận để mà tận thu. Việc sai phạm trong dự án đầu tư thủy điện Chu Va Hai là rất rõ ràng, các cơ quan liên quan của huyện Tam Đường và tỉnh Lai Châu cần sớm vào cuộc.